Thì sau lần thứ ba này á thì mình thấy là hiệu quả như thế nào chị ha? Nói chung á thì chị thấy cái da này, cái da mình á nó cải thiện rất là nhiều. Dạ. Nó bóng lên, rồi nó căng bóng lên, rồi cái những cái lỗ chân lông nó se khít lại. Dạ. Nó căng bóng và nó kiểu nó mịn hơn. Dạ. Em thấy là hình như là da của mình sáng hơn cái lúc ban đầu mình chưa làm đúng không ạ? Đúng vậy luôn. Dạ. Cái tình trạng nám của mình cũng đỡ đi nhiều đúng không chị? Dạ. Hình như là nó bay hết những cái mảng nám nè. À. Nhìn rõ coi. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Dạ, thì bác sĩ ơi, thì bác có thể chia sẻ thêm cái phương pháp mà chị Hiệp đang làm được không ạ? Mới buổi thứ ba thôi mà mình nhìn thấy là nó sự cải thiện rất là nhiều đúng không chị? Lúc đầu chị tới thì đúng rồi, lúc đầu chị tới thì da thiếu ẩm này, thứ hai là nếp nhăn li ti, đúng rồi, nó khô, cái chân lông nó to lắm. Ờ đúng rồi, chân lông rất là to. Thêm tiếp theo là cái sạm nám nhiều, toàn mặt luôn, và cái đường viền hàm này còn có nám nữa cơ, nám mảng, nám chân sâu rất là nhiều. Chị đến với mong muốn được cải thiện những cái tình trạng đó thì bọn em đã đưa cho chị cái liệu trình Super Nano Collagen. Super Nano Collagen thì nó còn làm tăng sinh các collagen cho mình nữa, tăng sinh các gốc tự do cho mình nữa. Cho nên là nó làm da chị nó mướt mát hơn, trông căng bóng hơn. Hiện tại là cải thiện da khá rất là nhiều. Kiểu mà nó khỏe mà nó hồng hào lên. Đúng nó, rồi. Nó không có cái sắc tố da nó rất là đẹp. Ồ, đó. Dạ, thì em cảm ơn chia sẻ của bác sĩ cũng như là chia sẻ của chị Hiệp. Thì em xin mời bác cũng như là chị là tiếp tục làm liệu trình ạ. Cảm ơn chị. Em mời chị ạ. Sau 3 buổi cả nhà đã thấy sự khác biệt rất là lớn đúng không ạ? Cả nhà mình muốn có một làn da căng bóng, khỏe, trắng sáng giống như chị Hiệp thì hãy liên hệ vào số điện thoại 1800 6617 hoặc nhắn tin cho thẩm mỹ viện DV Thanh Mai để được tư vấn. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi buổi livestream của ngày hôm nay. Hẹn gặp cả nhà lại buổi livestream tiếp theo nhé. Cảm ơn.